Chào mừng anh chị thì anh em đã quay trở lại. Hôm nay Supel sẽ review xe máy điện. Và đây là cái xe máy mình muốn nói với các bạn. Đây là cái chiếc xe JVC Royal. Chúng ta có một chiếc xe dành cho đối tượng là nữ giới. Và tại sao hôm nay mình review xe đạp điện á? Trước kia mình đã từng review xe đạp điện rồi. Và đợt này thì mình đang muốn mở thêm cái chi nhánh, cái kênh mình ra cho nó rộng hơn, review về nhiều thứ hơn. Và mình đang muốn làm thêm về xe cộ. Và nếu các bạn muốn xem bản full của video này, với link dưới phần mô tả video của kênh SH Biker, kênh mình vừa mới lập ra. Và mình sẽ làm chuyên các cái nội dung về xe cộ. Anh em nhớ click link bên dưới để xem bản full của video ngày hôm nay. Và đây là chiếc xe JVC Royal, một chiếc xe dành cho nữ. Nếu mà nhìn từ xa ấy, thì các bạn rất dễ nhầm lẫn rằng đây không phải là xe máy đâu nhá. Rất giống chiếc xe máy, khá là giống chiếc Piaggio, giống kiểu xe Jeep ấy, hay là kiểu Vespa ấy, khá là giống. Và thực sự thì nó cũng không thua gì một chiếc xe máy về khả năng vận hành. Chúng ta cùng nhau nhìn kỹ hơn chiếc xe này có những cái gì nhá. Cái điều đầu tiên theo như mình thấy thì trước khi một bạn nào đó quyết định bỏ tiền ra để mua một chiếc xe máy điện, xe đạp điện, thì các bạn băn khoăn rằng cái độ tiện dụng như thế nào, khi dùng nó có phức tạp lắm không, đi được bao nhiêu xa để phải sạc. Thì chiếc xe này khá là ổn với cái ắc quy của nó là ắc quy khô, những ắc quy chì axit khô, thì các bạn không phải lo việc bảo quản ắc quy. Thì theo như nhà sản xuất họ công bố rằng thì thời lượng pin của cái ắc quy này là 21 ampere giờ, và hiện điện thế của nó là 13.5V, anh em tính được khoảng tầm 90 đến 100 km/h. Đó là thông số cơ bản. Công suất động cơ là 800W. Và chúng ta cùng nhau xem cái xe này có những công nghệ gì hay. Đầu tiên thì đây là một chiếc xe điện, thế nên các bạn sẽ chắc chắn không cần phải lo nghĩ về số mã gì cả. Vặn là đi. Xe điện thì mặc định là không có số, nhưng mà chúng ta có một công tắc để chuyển đổi giữa chế độ 1 và chế độ 2. Mình không hiểu tại sao chỉ có 1 với 2. Có lẽ rằng đây là xe demo, chứ là xe dành cho báo chí truyền thông. Họ không mở khóa hết chức năng. Bởi vì khi bạn chìa khóa lên, màn hình hiện lên rằng chúng ta có tận 4 chế độ, nhưng mà chỉ chuyển được 1 với 2 thôi. Chế độ 1 là các bạn đi một cách nhẹ nhàng với tốc tối đa khoảng tầm 35 km/h. Và khi anh em chuyển sang chế độ 2, các bạn thì vít lên 45 đến 50 km/h, đi khá là nhanh, đến ngưỡng cái tốc độ gần như kiểu tốc độ tối đa cho phép cho một cái phương tiện lưu thông trong thành phố rồi. Và cái xe này thì anh em lưu ý rằng là đi thì lưu thông là có biển đàng hoàng và cần có mũ bảo hiểm. Và đây là cái mũ bảo hiểm mà kèm theo xe. Cái xe này thì chúng ta có công tắc rất là cơ bản, còi này, bật tắt đèn pha, đèn cốt này, có đèn xi nhan này, bật tắt đèn đề mi, và là công tắc đèn tổng luôn, cũng như công tắc còi nữa bên này. Thì các bạn thể bấm còi bằng cả công tắc hai bên, rất là xịn sò. Vặn ga là đi. Và hai bên chúng ta có hai phanh. Xe này sẽ có một phanh đĩa đằng trước và một phanh trống ở đằng sau, hay chúng ta gọi là phanh cơ đó. Cái chiếc xe này thì không biết còn phiên bản màu sắc nào khác không, mà theo mình thấy trong website có rất là nhiều màu, từ màu xanh, màu đỏ, các loại sắc màu cầu vồng. Và đây mình có phiên bản màu trắng, nhìn nó tao nhã và sang trọng nhất. Cái yên thì rất là rộng và ngồi được hai người, có chỗ để chân cho người ngồi sau. Chúng ta có đèn hậu đèn led và cả đèn pha xi nhan cũng là đèn led luôn. Có tay nắm đằng sau giúp các bạn kiểu ngồi sau bám vào cho chắc chắn, cũng như là dắt xe dễ hơn này. Có chỗ gắn biển số này, phanh trống đằng sau. Và xe này thì giảm sóc sau là giảm sóc đôi lò xo thủy lực. Chúng ta có lốp kích thước tương đối lớn dành cho một chiếc xe điện là 190 và kích thước vành là 10 inch. Bánh trước cũng vậy, cả bánh trước bánh sau được cùng kích thước lốp. Và đằng trước thì có giảm sóc ống lồng thủy lực với cái bề mặt ngoài mạ kẽm và có logo JVC rất là đẹp, cũng như là phanh đĩa ở bên kia. Về các cái tính năng tiện dụng khác thì trông nó khá là giống với chiếc xe máy cơ bản. Chúng ta có hốc để đồ bên trái, và trong hốc để đồ này các bạn cậy cái lẫy cao su ra là sẽ có cổng sạc USB. Xịn chưa anh em? Thì bây giờ anh em có thể sạc luôn điện thoại, tay nghe, bất cứ thiết bị gì với cổng USB 5V thẳng trực tiếp vào trên xe. Và chúng ta có ổ khóa này, là ổ khóa có dạng điều khiển Smart Key. Ngoài việc cắm chìa khóa để chạy ra thì các bạn có những chức năng khác, ví dụ chúng ta có thể điều khiển không cần chìa khóa mà bật được máy, tắt máy từ xa này, bật khóa chống trộm và báo động, vân vân mây mây. Và trên ổ khóa này khi anh em cắm vào, vặn hết sang bên trái sẽ bật yên lên. Bên trong yên tương đối lớn, các bạn có thể để được cái mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc để được hai cái nếu các bạn khéo. Và ngoài ra anh em có thể cất áo mưa hoặc đi chợ nhé, các thứ vào đây. Cốp cũng khá là rộng rãi. Và bên trong cốp này chúng ta sẽ có ắc quy. Khi các bạn mua xe thì hãng sẽ tặng cho chúng ta hai cái chìa khóa và cũng như là hai bộ điều khiển, gọi là Smart Key đi cho nó xịn sò. Mặt đồng hồ làm rất đẹp với màn hình LED các bạn ạ. Và khi bật chìa khóa lên thì mặt trước sẽ hiển thị cái logo JVC sáng đèn, rất là xịn sò, đi đến đâu nhìn xa biết ngay xe gì, dân chơi nghe phát biết xe gì luôn. Và mặt đồng hồ hiển thị được tốc độ này, cũng như là cái chế độ 1 hay chế độ 2 các bạn đang để này, cái khoảng cách chúng ta đã đi được trên lần sạc, và có cả dung lượng pin hiển thị ở đây. Hiện giờ thì xe đang được sạc đầy. Và mình có biết thử cái xe này đi nó khá là nhanh, và phanh rất là ăn nhờ phanh đĩa ở mặt trước. Cái xe này thì mình cảm giác rằng nó quá là nhẹ. Tại sao? Bởi vì mình đi xe mô tô quen rồi nên cảm giác cái xe này rất là nhẹ. Vậy thì khả năng vận hành nó như thế nào? Khá là êm ái, khá là nhẹ nhàng, và phanh thì rất là ăn. Mình sẽ cần phải trải nghiệm thêm nữa để đưa ra đánh giá chi tiết. Đối với một người to con cao 1m76 và nặng hơn 70 cân như mình ngồi lên cái này thì khá là giống là voi cưỡi châu chấu. Thế nên rằng là mình sẽ cho một bạn người mẫu vào đây ngồi thử. Và đây xin mời các bạn gặp bạn Nga.
một người con gái có vẻ là sẽ trông phù hợp hơn với chiếc xe này. Em hãy ngồi thử cho mọi người xem là trên trên mông chiếc xe điện chúng ta trông như thế nào. Đấy, như các bạn thấy thì cái xe này làm ra để dành cho những người con gái cái thân hình mảnh khảnh và thướt tha như bạn Nga ở đây. Thì Nga ngồi lên nhìn cũng rất là giống gì mà này nọ đúng không các bạn? Thì em cảm giác cái yên ngồi như nào? Em cảm thấy là yên này ngồi khá là vừa với cái tầm form người của em ấy. Nó không bị quá là thấp hoặc không bị quá cao, em có thể chống chân được vừa phải mà. Rồi ok, thì chút nữa thì anh sẽ để cho Nga ngồi thử với cả một bạn đeo đằng trước để xem yên này ngồi hai người cảm giác như thế nào. Còn đối với mình thì mình cảm giác là yên này ngồi rất là êm ông mặc dù nó hơi bị thấp. Những cái gì mình cảm thấy hài lòng như sau. Thứ nhất là cái dáng vẻ trông rất là tinh tế, phù hợp với nữ giới. Thứ hai là chúng ta có công nghệ khóa chống trộm này, điều khiển từ xa vân vân mây này, có màn hình LED, có khả năng hiển thị rất nhiều thông tin hữu ích và rất là sáng, hiển thị được cả trong trời nắng hay là trời mưa. Chúng ta có lỗ để bắt gương, các bạn có thể cắn gương vào cho nó bó cẩn. Xi nhan, đèn hậu, đèn pha, tất tật đều đèn LED công nghệ rất là cao, có khả năng sạc tiện dụng cổng USB ngay trên xe và rất là nhỏ gọn, dễ di chuyển, có cốp tương đối rộng và phanh đĩa an toàn. Với tốc độ khoảng tầm 45 km/h thì cái xe này mình thấy di chuyển khá là nhanh và thời lượng pin như vậy là ổn. Nếu các bạn muốn biết thêm bất kỳ thông tin về sản phẩm này, mức giá hiện tại này, chế độ bảo hành ra làm sao và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như nào, các loại giấy tờ hợp pháp các thứ thì cái này tất cả các bạn có thể tham khảo tại link của Thế Giới Xe Điện link dưới phần mô tả video. Đây là cái địa chỉ rất là uy tín dành cho anh em thường xuyên mua xe máy và xe đạp điện và họ cũng là đơn vị gửi cho mình mượn chiếc xe này. Thì đó là video hôm nay review chiếc xe đạp điện JVC Royal. Mình sẽ quay trở lại với nhiều video xe cộ khác và anh em nhớ subscribe kênh H Biker để chúng ta còn có nhiều video hữu ích hơn về xe cộ nhé. Còn mình xin chào anh em và hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.